Bổ củi đổi vàng. Làm gì mà lâu thế? Tôi đổi lắm rồi đây. Đây nè. Sao lại chỉ có thế này? Cơm nước thế này thì sao ăn được đây? Hết tiền rồi. Hôm nay chỉ có thế thôi. Ông không ăn thì thôi. Hay cái bà này. Hôm nay bà làm sao thế? Sao? Sao cái gì mà sao? Ông lại còn giả vờ không biết à? Sáng nay tôi đi chợ, thấy chú hai nhà ông đưa lũ trẻ ra chợ sắm quần áo mới. Chú ấy lại còn tậu hẳn một đôi bò. Ông dám dấm dúi lấy tiền của tôi mang đi cho chú ấy phải không? Ông mau trả tiền lại cho tôi đi. Hay cái bà này. Ai dám dúi gì mà bà đòi? Thế chú ấy lấy tiền đâu ra mà lắm thế hả? Chẳng ông thì là ai? Nhà chú ấy nghèo rớt mồng tơi ra, lấy đâu ra tiền mà mua bò chứ? Mua bò? Mà bà nhìn có đúng không? Sao lại không đúng được? Chắc chắn rồi, còn gì sai đâu được. Thế thì lạ thật đấy. Tôi không biết đâu. Ông mà không làm rõ chuyện này thì không yên với tôi đâu. Biết chưa? Hôm nay nhà ta có thịt. Ăn đi các con. Không phải hôm nay, mà là từ nay trở đi chúng ta sẽ hết khổ, hết vất vả. Sao lại như thế hả bố mẹ? Mai mà có chim thần tới ăn khế nhà ta lại chịu trả ơn bằng túi vàng. Mỗi quả khế chim ăn, chim sẽ trả một cục vàng. Chim sẽ chở đi lấy ở khe núi ngoài biển, xa lắm, vì cây khế nhà mình rất ngọt nên chim thường xuyên tới ăn. Hả? Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Bảo sao mà nhà chú ấy giàu lên nhanh thế. Ôi, có mấy quả khế mà đổi được cả túi vàng. Cả cây khế sai thế, bao nhiêu vàng cho vừa. Ông phải làm gì đi chứ? Sao ông cứ ngồi đần ra như thế hả? Thì tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng bà bảo tôi biết làm cái gì bây giờ. Thì đòi cây khế về chứ còn làm cái gì nữa. Nói thì dễ, nhưng làm thế coi sao được. Cha mẹ mất đi, vợ chồng ta đã nhận sạch gia tài. Cho vợ chồng chú ấy chỉ mỗi cái lều nát với cây khế ở cuối vườn. Giờ lại muốn đòi nốt thì e là... Tôi có cách này nè, ông thử xem sao. Chú hai đang bổ củi đây à? Ôi anh cả, hôm nay lại rảnh rỗi thế. Mời anh vào nhà em uống chén nước chè xanh. Dạ, mời anh uống nước ạ. Chú cứ kệ tôi, anh em khách sáo làm gì. Ấy chết, anh sao vậy? Có chuyện gì thế ạ? Tôi nghĩ mà ân hận quá. Để vợ chồng con cái chú sống thiếu thốn thế này, tôi thật ái ngại. Trước đây tôi có làm gì không phải, chú cũng đừng để bụng nha. Anh em mà không đùm bọc được lấy nhau, tôi thật chẳng còn mặt mũi nào. Sau này chắc tôi chết cũng không nhắm mắt được. Ấy, anh cả đừng nói vậy. Phận làm em ăn thèm phát nặng, em không trách gì anh đâu. Chú không trách, nhưng tôi áy náy đến chết mất. Giờ tôi nhất định phải làm gì đó để giúp đỡ vợ chồng chú cùng các cháu. Giờ chỉ có cách này, cả gia đình chú chuyển lên nhà trên ở để tôi chuyển về ngôi nhà này. Ấy, ai lại thế? Em không dám đâu ạ. Chú không được từ chối. Chú mà từ chối khác nào không coi tôi ra gì. Chú phải để cho anh sau này cũng dám nhìn mặt cha mẹ dưới suối vàng chứ. Vâng, nếu anh đã nói thế thì em cũng không dám trái lời. Ôi, cây vàng cây bạc của ta đây rồi. Bắt được mày rồi nha. Ăn trộm khế nhà ông đúng không? Ăn một quả trả cục vàng. Mày túi ba gan, mang đi mà đựng. Trời ơi, giàu rồi, giàu to rồi. Đây nè, túi đây nè. Cái túi 20 gan tôi đã chuẩn bị cho ông nè. Ông gắng mà lấy đầy vào nhé. Ta là người giàu nhất thiên hạ. Gió mạnh quá. Ông bớt vàng đi, không thì nguy đến tính mạng cả hai ta đấy. Ôi trời ơi, bỏ bớt là thế nào? Ngươi phải cố lên, ta phải vất vả lắm mới nhét đầy được túi đấy. Ôi trời ơi, sao thế? Gấu béo tinh nghịch. Gấu béo, đây là lọ thuốc phép di chuyển đồ vật tớ mới chế được đấy. Lọ này còn hay hơn lọ lần trước cơ.
Thế á, cậu thử làm cho tớ xem đi. Cậu thấy không Gấu Béo, chỉ cần dùng lọ thuốc này, tớ chẳng phải leo trèo chạy nhảy, cũng có thể hái được chuối, tha hồ mà ăn. Ừ, lọ thuốc của cậu hay thật đấy, hay cậu cho tớ mượn một hôm dùng thử được không khỉ con? Không được, lọ thuốc phép này không thể dùng linh tinh được. Đi mà khỉ con, tớ với cậu là bạn thân, chẳng lẽ cậu lại không tin tớ? Không, cậu không dùng được đâu. Hay là thế này, tớ đổi cả vườn chuối vàng ươm, chính mộng của tớ, để được mượn lọ thuốc phép này một hôm, thế có được không? Thôi được, nhưng dùng xong cậu nhớ trả cho tớ ngay đấy nhé. Cậu nhớ phải giữ cẩn thận nữa. Yên tâm, dùng xong tớ sẽ trả cậu ngay. Có lọ thuốc phép này, mình chẳng lo đói nữa. Ôi, đói quá. À, mật ong kia rồi. Mật ong, mau rơi xuống đây nào. Mật ong thơm quá. Ngon quá, mình muốn ăn thêm nữa. À, nhiều mật ong quá. Mật ong, ta muốn nữa, nữa, nữa. Mật ong nhiều thế này, tha hồ mà ăn. Gấu Béo, sao cậu dám ăn mật của chúng tôi? Ôi, ôi, đau quá, đừng đốt nữa. Ôi, ôi, đau quá, đừng đốt nữa. Pháp sư Gấu, cứu cháu, khỉ con, cứu tớ với. Đau quá. Gấu Béo, nhìn mặt cậu buồn cười quá. Gấu Béo, sao mặt mũi cháu lại tím bầm thế kia? Cháu đã đổi vườn chuối của mình để mượn lọ thuốc phép và cây bút lông của khỉ con để làm phép. Cháu đã đến gốc rừng lấy mật ong của những chú ong mật nên bị đốt à. Hay, lẽ ra cháu không nên dùng lọ thuốc phép để làm những việc không tốt như thế. Dạ, cháu biết sai rồi. Xin bác chữa cho cháu với ạ. Cháu uống đi, chén thuốc phép này sẽ giúp cháu bớt đau. Cảm ơn Pháp sư Gấu. Khỉ con, tại sao con lại cho bạn mượn lọ thuốc phép? Gấu Béo không học phép thuật, lẽ đương nhiên bạn ấy sẽ không chế ngự được nó, nặng hơn có thể dẫn đến việc mất mạng. Con phải suy nghĩ cẩn thận chứ. Đấy là do Gấu Béo muốn mượn lọ thuốc phép của con đấy chứ ạ. À, có phải lỗi của con đâu. Các con là bạn thân, con phải biết nghĩ cho bạn chứ. Ờ, con... Gấu Béo vì tò mò nên tự chuốc họa vào thân. Nhưng con hiểu rõ sự nguy hiểm mà không ngăn bạn. Vì lợi ích của mình mà để cho bạn làm việc không nên làm như thế là không tốt. Con phải rút kinh nghiệm ngay. Vâng, con biết lỗi rồi ạ. Lần sau con sẽ không như thế nữa. Xin lỗi Gấu Béo, cậu đừng giận tớ nhé. Chúng mình là bạn thân cơ mà, tớ không giận cậu đâu. Vừng ơi, mở cửa ra. Thuở xưa, tại Vương quốc Ba Tư có hai anh em là Kashim và Ali Baba. Hôm nay chỉ có ít củi thế này thôi hả mình? Ừ, hôm nay trời nắng nóng nên tôi về sớm. Nhà mình lại hết gạo nấu cơm rồi. Mình xem có sang nhà anh chị Kashim vay ít gạo được không? Anh à, hôm nay nhà em bị hết gạo. Không biết anh chị có thể... Nhà tôi cũng đâu có gạo đâu. Thời buổi khó khăn, ăn còn chưa đủ. Lấy đâu ra mà cho người khác? Nhanh nhanh tay lên, bê hết mấy cái tải cát này vào bếp đi. Thôi, em chào anh, em về. Có một toán người rất đông đang cưỡi ngựa qua đây. Mình cứ tạm lánh đi cái đã. Có tận 40 người, đeo kiếm vẻ rất hung tợn. Thế này hẳn là bọn người xấu. Tất cả số vàng cướp được hôm nay, các người mang cất hết vào hang, rồi chúng ta lại đi chuyến mới. Vừng ơi, mở cửa ra.
trời đất, hóa ra đây là hang ổ của bọn cướp. Vừng ơi, hãy đóng lại. Vừng ơi, mở cửa ra. Vừng ơi, hãy đóng lại. Trời đất, bọn chúng cướp bóc được nhiều vàng bạc thế này sao? Mà nhiều như vậy, mình có lấy đi một ít cũng không thấm tháp vào đâu. Mình ơi, mau ra đây xem gì này. Ôi trời, nhà mình từ xưa tới nay, dù nghèo nhưng từ trước vẫn sống một đời lương thiện. Tại sao chàng lại nổi máu tham lam, làm những chuyện trộm cắp như vậy? Không phải vậy đâu mình à. Ôi, nhiều vàng bạc thế này, làm sao mà đếm hết được bây giờ hả mình? Hay là em sang mượn cái đấu đông gạo bên nhà anh Kasim để về mà đếm có tiện hơn không? Chị ơi, cho nhà em mượn cái đấu đông gạo với ạ. Mượn đấu thì được, thím ở đây chờ tôi. Quái lạ, sao hôm nay lại phải mượn đấu về đông gạo? Mình phải bôi ít hắc ính xuống đáy cái đấu để xem vợ chồng nó đông cái gì mới được. Được đến hơn 100 đấu vàng mình này. Trời thương vợ chồng mình, ngần này của cải, phải mấy đời cũng không dùng hết. Thôi, mình trả đấu cho anh chị Kasim đi. Anh xem này, Alibaba em của anh xưa nay chỉ giả vờ nghèo thôi, chứ thật sự hắn còn giàu gấp 100.000 lần vợ chồng mình nữa. Nó còn mượn cả đấu vì đông vàng đây này. Không lẽ lại có chuyện này? Để tôi sang hỏi Alibaba xem. Mời anh vào nhà chơi ạ. Chú giàu có thì tôi mừng cho, chứ làm gì mà phải giả nghèo giả khổ như thế. Dạ đâu có, em làm gì mà giàu có. Anh cũng thừa biết cảnh nghèo nàn của vợ chồng em từ lâu rồi phải không ạ? Ôi chao, vàng nhiều đến nỗi phải đông bằng đấu mà còn chối cãi bảo là nghèo hả? Có phải chú làm gì xấu xa, đi cướp bóc của ai không? Dạ không, em đâu có dám. Chuyện là... Có thế chứ, vậy là chú biết điều đó. Bằng không thì tôi đem chuyện này nói lại với bọn cướp thì chú mất mạng như chơi. Vâng ơi, mở cửa ra. Trời ơi, vàng, vàng ơi. Vàng ơi, mở ra. Ôi chết, mình quên mất câu thần chú rồi. Gì nhỉ? Ngô ơi, mở ra. Hỡi thần mì, hãy mở ra. Xin thánh A-la hãy giúp con nhớ ra câu thần chú. Lũ cướp mà quay lại bây giờ thì chúng sẽ lấy mạng con mất. Vừng ơi, mở cửa ra. Thôi chết, bọn cướp tới rồi. À, ôi, tha cho tôi, tha. À. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.